Mời Hải Triều. Một cái bánh lớn cho nó, Hải Triều.
đó. Hay một diễn viên nhí phim mà có Phương đó, có Phương và nhân vật tôi nghĩ là sống trong đoàn mà lấy lại được một con vợ. Mời anh Thanh xin mời là anh Thanh. Ờ, và đây là diễn viên chính của phim đoàn, anh Tuấn Lê Sơn. Yeah.